Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe VinFast VF8 bản Eco, bản thấp nhất của dòng xe VinFast VF8. Khi mà sang cuối thứ tư này, chiếc xe VinFast VF8 bản Eco đang có giá cả như nào, tổng ấn bánh bao nhiêu và những tính năng sơn như nào thì em sẽ giới thiệu cho em cách chi cụ thể ạ. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em chuyên về giá xe, tổng ấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào chi tiết ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết của chiếc xe này đang là 1.057.000.000. Khi áp dụng các chương trình khuyến mại cuối tháng 4 này, cũng như áp dụng hai thẻ voucher trị giá 150.000.000 đồng, giá bán chiều còn với giá đang là 757.000.000 thôi ạ. Vậy thì chiếc xe VinFast VF8 bản Eco này, nó nội đang là 779.000.000. Còn ở tỉnh thì đang là 760.000.000 ạ. Và ở Thành Phố Hồ Chí Minh thì là 779.000.000. Còn trả góp thì đang là 185.000.000. Tỉnh thì 165.000.000. Và ở Thành Phố Hồ Chí Minh thì là 184.000.000 ạ. Chiếc xe ô tô điện nên là sẽ được hỗ trợ thuế trước bạ 0% em nhá, anh em không phải đóng phí trước bạ. Còn một giá tốt hơn, hãy khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em, chắc chắn em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường em nhá. Ok, tôi giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe VinFast VF8 bản Eco ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể. Về kích thước tổng thể của chiếc xe này, dài đang là 4m750, rộng là 1m90, còn cao là 1m660. Về chiều dài cơ sở, dài đang là 2m950. Tổng thể của chiếc xe này thì nó rất là dài, rộng và cao đấy ạ. Về đầu xe của chiếc xe VinFast VF8 bản Eco, bản tiêu chuẩn này, nó thiết kế nó rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển, nó không phải quá góc cạnh đâu ạ. Tạo ra phần đầu xe nó rất là sang trọng và lịch lãm em nhá. Nổi bật về phần đầu xe thì nó sẽ có cụm đèn phía trước. Cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó sử dụng là đèn LED nhé, đèn full LED cho cả đèn cốt đến đèn pha. Và có giải đèn LED ban ngày rất là dài, tạo ra điểm nhấn của chiếc xe rất là nổi bật. Và lối liên mạch với hai cụm đèn với nhau có thanh nẹp chrome, tạo ra chiếc xe nó, phần đầu xe nó rất là nổi bật đấy ạ. Về đèn gầm của chiếc xe này nó sử dụng là đèn LED nhé. Cản trước của chiếc xe này thì nó sẽ là có cả ốp mạ chrome. Các tính an toàn về phần đầu xe của chiếc xe này thì nó sẽ là có cảm biến góc trước, camera 360 độ. Về phần sườn xe của chiếc xe VinFast VF8 này thì nó thiết kế nó cũng không phải là quá góc cạnh đâu, nó rất là thiết kế nó rất nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng không kém sự sang trọng ạ. Về phần bánh xe của chiếc xe VinFast VF8 bản Eco, bản tiêu chuẩn này, nó sử dụng vành đúc hợp kim nhôm, vành nó là vành 21 inch, có màu là màu bạc trắng ạ. Phanh đĩa cho cả 4 bánh, các tính an toàn như hệ thống phanh ABS, phân bố phanh điện tử LBD, cân bằng điện tử xe và rất nhiều tính an toàn nữa nhá. Nó thiết kế 5 chấu. Về sườn xe thì xe này thì nó sẽ là có thanh nạp chrome khá là nhỏ thôi, nhưng tạo điểm nhấn của chiếc xe, cảm giác nó được trường xe hơn và dài xe hơn, cũng như sang trọng hơn ạ. Còn về phần gương chiếu hậu của chiếc xe này là gương chiếu hậu cùng màu thân xe. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn LED, nó sẽ có chỉnh điện, gập điện. Và chiếc xe này thì nó sẽ là có tích hợp thêm, đó chính là có camera 360 độ tích hợp trên gương nhé. Đó. Và nó sẽ là có cảnh báo điểm mù này, cảnh báo phương tiện cắt ngang tích hợp trên gương, này anh em rất tiện quan sát ạ. Về chân kính của chiếc xe này là chân kính phía trên có thanh nạp chrome rất là dài, tạo ra chân kính chiếc xe cảm giác nó trường xe hơn, dài xe hơn, nổi bật hơn và cũng sang trọng hơn ạ. Còn về tay nắm cửa của chiếc xe này là tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả 4 cánh cửa. Về phần trần xe của chiếc xe VinFast VF8 bản Eco, bản tiêu chuẩn này, nó sử dụng là trần phẳng nhé, nó sẽ không có cửa sổ trời ạ. Nó cũng không có gia lốc hay thanh, nó sẽ có anten bên cá này,
đèn báo phanh trên cao. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe. Đuôi xe của chiếc xe VinFast VF8 thì nó được rộng lỗ rất là nhiều, đường gân rộng lỗ rất là nhiều, tạo ra phần đuôi xe cảm giác được thể thao hơn, mạnh mẽ hơn, sang trọng hơn ạ. Nổi bật về phần đuôi xe thì nó sẽ là có phần cụm đèn phía sau, nó sử dụng là đèn LED nhé. Đèn LED chạy phần sườn xe đến phần đuôi xe và lối liên mạch với hai cụm đèn với nhau, có giải đèn LED. Nên là khi mà anh em đi trên đường nó rất là sang trọng và nó rất là nổi bật đi ạ. Về cốp xe của chiếc xe bản Eco này, nó sử dụng là cốp cơ nhé, không sử dụng là cốp điện thông minh đâu ạ. Những bản cao cấp, bản Plus thì sẽ là sử dụng là cốp điện thông minh ạ. Về các tính an toàn về phần đuôi xe của chiếc xe này thì nó sẽ là có cảm biến lùi, camera lùi, camera 360 độ ạ. Ok, giờ sẽ quay lại cho em về tổng quan về đuôi xe của chiếc xe VinFast VF8 bản tiêu chuẩn, bản Eco. Thiết kế rất hài hòa nha. Tiếp theo, em sẽ sang phần nội thất, giới thiệu cho anh em về nội thất của chiếc xe VinFast VF8 bản Eco này. Có gì, em sẽ giới thiệu cho anh em ạ. Về nội thất của chiếc xe này thì nó sử dụng là không gian nội thất màu đen nhé. Không gian nội thất màu đen thì chiếc xe cảm giác rất là sang trọng hơn và rất là lịch lãm. Và đặc biệt nó rất là sạch sẽ khi mà mình có trẻ nhỏ. Rất sạch sẽ đi ạ. Ghế chiếc xe này nó sử dụng là ghế da màu đen. Đó. Không gian thì và các tính năng option nó mang lại rất là nhiều đi ạ. Ghế nó sử dụng là ghế da màu đen này. Ghế chỉnh điện nhé. Ngồi rất ôm ghế, ngồi rất thoải mái đi ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa này. Cánh cửa của chiếc xe này thì nó sẽ có các nút bấm như sau: lên xuống kính cho 4 cánh cửa, khóa cửa, chốt kính. Không gian cánh cửa nó sử dụng không gian màu đen giống không gian nội thất. Về hệ thống âm thanh, chiếc xe này nó sử dụng âm thanh 8 loa nhé. Còn bản cao cấp nó sử dụng là âm thanh 10 loa. Ok, giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai giống như là ghế đầu tiên nhé, ghế da màu đen có cửa gió cho hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì ngồi rất rộng rãi và thoải mái đấy ạ. Ok, giờ sang phần hàng ghế đầu tiên, giới thiệu cho anh em về hàng ghế đầu tiên ạ. Hàng ghế đầu tiên của chiếc xe này thì nó sẽ là có vô lăng, nó sử dụng là vô lăng 3 chấu. Tích hợp trên đấy sẽ là có đảo thoại tránh tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control. Đó chính là ga tự động. Về túi khí này nó sử dụng là 11 túi khí nhé. Và có hệ thống hỗ trợ giữ làn đường này. Còn về màn hình giải trí của chiếc xe này, nó màn hình giải trí rất là to bản là 15,6 inch, có điều khiển bằng giọng nói, hỗ trợ rất là tuyệt vời, màn hình rất là to bản nhé. Về hệ thống điều hòa, chiếc xe này nó sử dụng là hệ thống điều hòa tự động, hai vùng độ lập cho bên ghế lái và bên ghế phụ. Còn đây giới thiệu cho anh em về bên dưới đây là số này. Số chiếc xe này thì nó có các nút bấm nhé, rất là tiện lợi đi ạ. B là độ dừng đỗ này, R là lùi, N là mo, D là đi ạ. Đó. Có bệ từ tay trung tâm rất là to bản đấy ạ. Đây là giới thiệu cho anh em, đây là phía dưới này, đó chính là có chìa khóa thông minh này, khá là nhỏ ở phía dưới đấy ạ. Về động cơ, chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 2 motor loại 150 kW. Với công suất cực đại nó đang là 260 kW, còn mô men xoắn cực đại nó đang là 500 Nm. Tốc độ tối đa có thể đạt được khoảng 200 km/h và tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất 5,9 giây thôi ạ. Còn về pin chiếc xe này thì quãng đường có thể đi được là 460 km. Còn thời gian sạc pin bình thường thì mất khoảng 8 giờ, còn nếu mà sạc pin nhanh, siêu nhanh thì là mất 24 phút. Về dẫn động thì dẫn động chiếc xe này là dẫn động hai cầu toàn thời gian. Về các tính an toàn của chiếc xe này thì nó có túi khí 11 túi khí này, có nhắc dây an toàn này, có hệ thống phanh ABS này, phân bố phanh điện tử LBD này, hệ thống hỗ trợ khẩn dốc này, hệ thống cân bằng đỉnh xe này, khóa an toàn trẻ em Isofix này, cảnh báo lệch làn đường này, hỗ trợ cảnh báo điểm mù va chạm này, hệ thống chống trộm,
cảm biến góc trước, cảm biến góc sau. Đấy. Camera 360 độ, có cả các trợ lý ảo nhá và rất nhiều tính an toàn nữa ạ. Ok, vậy dòng này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng bán bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe VinFast VF8 bản Eco, bản tiêu chuẩn, rất là chi tiết cụ thể rồi. Với dòng này cho phép em sẽ dừng video đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của VinFast cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe thị trường Nam, để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bán bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.